gần lúc giáng thinh trời đất càng xót thương chúng mất thiện tâm. Đời này để bị nịch trầm kiếp sao đọa chốn ngu thâm muôn đời ra cho bụi ra nơi cây cò. Trong bụng lầy hoặc chỗ nhuốc nhơ ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn từ bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm nên cứ vui ô nhiễm hồng trần. Thấy người sắp bị xa chân lòng từ mau đến dắt lần cho ra. Vậy con khá nhớ qua lời Phật đi đó đây gọi thức chúng sanh. Không phân cấp bậc giới ranh bắc nam đâu cũng chỉ rành việc tu. Người đồng loại khuyên câu nhất thề, kẻ khác nòi giải lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bằng quan liêu khéo xử cho dân được nhờ. Chớ mưa việc đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. Sự phận ngày ngân tốt tươi đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã lầm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người. Ăn ở đúng theo lời hiền thanh, xét mình rồi xét hạnh của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. Trên đời bất luận việc chi cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Khéo dụng sự như anh thợ mộc, cây dài ngay đều được dùng xong. Tức là chuyến tội nên công đổi điều quả trở phước hồng như chơi. Phật liền chỉ vào nơi vô đa, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao. Hào quang chiếu rực rỡ màu nhưng không có đáy thêm vào không muối. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước để vớt người nhân đức hữu duyên. Đem về giữ hội qua liên khỏi nơi khổ não xa miền trầm luân. Kẻ bảo ác xác thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Bởi thiền do sức quyền vi của chữ Phật tạo cứu nguy người lành. Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ hoa thần lung.
rất nên đẹp đẽ hình dung hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy nuôi ra cho sắc chảy thành bùng. Tức thời tùy hóa thần lung hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ mát mẻ như gió mùa thu. Những người bạo ác không tu đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ xác thân tiêu ra cho mạc tức thì. Phật dù lòng rất từ bi cũng không thể cứu vô nghi bất lương. Khi nghiệp đến không phương đào tàu luật trả dạy khó dấu dung ai. Vì con khéo dùng lời ngài để khuyên ba tánh khéo dày công tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngày đời sắp tàn dài đại sao sông. Khá đêm vàng nén bạc đồng làm điều nhân ái trừ sống tai nạn. Kẻ bo bo đeo mang tiền của chỉ hại thân đâu có ít chi. Những phường trộm cướp gian phi bức cường lấy hết rồi thì tay không. Ân chẳng có mang lòng ích kỷ thác sẽ làm ngã quỷ tanh hôi. Phải chăng là việc ngu đòi vật không giữ được cứ ngồi bo bo. Vậy con khá bảo cho đời biết lo tu mau kẻo việc không rồi. Tới đời đất hỡi trời ôi đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng. Vật già lớn chưa từng ngó thấy chúng dùng nhiều khi giới kinh thiên. Làm cho đất động trời nghiêng sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Thầy lấp giáp bình dương biển lớn máu trôi đầy khắp chúng cùng nơi. Còn chi mạng số người đời nếu không chưởng phước khó ngồi thế gian. Phật thấy rõ mỗi đàn hư thiệt nên dùng lời chỉ quyết chúng sanh. Khá tin để sớm tu hành cứu thân và được độ lành mẹ cha. Việc sắp cuối ngâm nga sao kịp phải quyết tâm thi thiết liền khi. Một lòng nôi chí từ bi số đùa tất cả những gì bất lương. Nguyện một kiếp Tây Phương đến chung phá chư ma trừ hỗn loạn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm dầu sao cũng quyết lối âm giữa kề. Đã rõ biết sự mê là khổ nên phải lo giác ngộ chân tâm. Lấp bằng các hố sai lầm để cho kẻ mến người tầm học theo.
chớ để già ôm đeo việc ác khiến mọi người bài bác khinh khi. Gia danh hiện chẳng còn gì, chết rồi hồn chịu lắm khi đọa đài. Đầu thai cõi trần ai đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Sống trong cảnh nặc mùi thảm khổ, khiến lắm người phun nhổ gốm ghê. Chúng sanh vì quá còn mê, chỉ lo hiện tại quên bề vị lai. Nay sung sướng ngày mai khổ nào, mối oan khiến nghiệp bao không lầm. Một giây phải trả thiên trăm, cũng là tự đắc cho rằng khôn ngoan. Phật trông rõ mọi đàn chân già, rất xót thương lòng giả người mây. Làm hung tuy hiện vinh quê, nhưng sau này chịu trăm bề gian lao. Sự khổ nhục khác nào dòi tựa, ăn bám đồ kẻ mưa người chê. Càng nhìn vào cõi trần mê, lòng càng quặn thắt không hề thấy vui. Bởi thương chúng đang vùi bụi cát, lòng từ bi rào rạc lo âu. Cho nên mới dùng phép màu gọi con về, có dạy câu tu hành. Chỉ cho biết ngọn ngành thời sự, lành ra sao còn dữ ra sao. Cho con hiểu rõ âm hao, để khi thức giấc kêu gào chúng sanh. Nếu trễ ắt tan tành tất cả, cơ biến thiên sự đã định rồi. Chỉ trong một phút một hồi, năm châu nhân loại thân ngồi không yên. Ráng niệm Phật ráng hiền tâm tình, ngày hai thời cuối kính bốn phương. Đến chừng có đại hòa ương, sẽ nhờ từ lực khỏi đường thiết tha. Phật chẳng nói sai hoa khá liều, liều cho thân khỏi chịu lao lung. Đừng chờ đến tiếng nổ đùng pháo kia ra xác còn dùng được đâu. Sao rốt hết trong bầu thế giới, có thứ ma tên gọi thọ khâu. Ở trong quả đất từ lâu, chừng ni nó mới bắt đầu thêm quay. Nó có khép biến loài biến vật, nghi tánh thường hay đô tật khắp người. Gặp ai trẻ đẹp tốt tươi, nó làm xấu xí ra người già nua. Gặp kẻ mạnh nó đùa cho yêu, gặp tráng cường bắt chịu ốm đau. Thấy người yêu mến lẫn nhau, nó làm chia rẽ héo xào đôi nơi. Nó khiến gần những người mình chan, nó bắt xa những hạng mình ưa.
nó làm trái ngược gió mưa gây nhiều bệnh tật không chừa một ai. Việc sắp thành nó gây cho bài, đang mừng vui nó hãy buồn rầu. Khi người đang muốn sống lâu nó làm chết yếu để sầu thân nhân, khiến quan trở làm dân thất lập, tướng hoàng binh chịu nhục suốt đời. Khiến người giàu trở tả tơi, hai người nghèo đến thở hơi cuối cùng. Nó khiến nhớ việc không đáng nhớ, nó xui quên việc khó thể quên. Vật nào có sắc có tên nó làm cho khó vững bền dài lâu. Ai lại chẳng âu sầu vì nó, nó không hề chừa bỏ một ai. Còn mê sắc chất thúi khai, còn lòng mến tục, còn ngày nó theo. Nay nhầm lúc nạn yêu khắp chầu, nó lại càng tăng độ hoành hành. Nó vào trong xác chúng sanh đục mòn cho đến tan tành ruột gan. Không riêng kẻ thế gian bị nó, đến như loài săn cỏ côn trùng cũng đều bị nó hành hung, làm cho khô heo ngắn ngùng số căng. Nó độc ác vô ngần khó kề, quyết làm cho cõi thế không người. Nó gây lắm cuộc đổi dời, từ nơi thể xác đến nơi tâm hồn. Đời bị nó thêm dồn lắm khổ, chỗ có người có nó vạn lai. Bom hơi súng điện tàu bay, không trừ được nó chỉ oai hại người. Ma này kêu trời ơi đất già, nó có tài biên quá lẻ làng. Quá người để hại thế gian, vào trong tâm chúng xuôi đàn sầu ưu. Người càng dùng xảo mưu trong nó, càng hại thân chớ có thắng qua. Chỉ phương nhất niệm Di Đà niệm, cho đến Phật tái xoa vào đầu. Mùi uế trượt khắp châu thân mất, có hào quang phủ khắp cả mình. Tức là khiến nó hải kinh gian ra, không dám đến rình bên thân. Trừ được nó chắc phần đắc đạo, sẽ thắng luôn tà giáo chư ma. Được vào tấn hội long qua, hết già qua trẻ dũng là nơi đây. Nước đã trải nhiều ngày bẩn đục, cô lóng hoài rốt cuộc cũng trong. Quen lâu thoái xấu mặt lòng, quyết tâm trừ mãi ác xong có ngày. Đã biết rối mau tay gỡ rối, không sớm thì muộn mối cùng xuông. Nghiệp trần giấy tạo luồn tuôn, khéo chừa trả sẽ trọn vuông ngày nào. Trước không tin để sao khó liều, ngày cứ đi khó kéo ngược dòng.
cuộc đời nào khắc phao bông cháy lên chốc lát rồi hồng tắt đi. Cảnh giả tạm có gì đang mên, hãy mau tu kịp đến hội lành. Nay không lánh trước tìm thanh ác, không còn dịp để mình hồi tâm. Phật e chúng xa lầm đường khổ, nên xưa nay dạy dỗ không ngừng. Nào cơ chữa trị bệnh nhân, nào là mượn lấy xác trần giáo khuyên. Kể trên không diệu quyền trong nước, dắt hồn linh trong cuộc mộng du. Có nhiều phương tiện dạy tu hằng hà, không thể đếm tu cho cùng. Vậy con cũng khéo dùng phương tiện để dắt người khỏi bến sông mê. Con nên lo liệu vẹn bề để mà có sớm trở về Kim Sơn. Ta cúi mình xin dâng ý Phật, nguyện ra tay dẫn dắt nhân sanh. Đem lời trong giấc mộng lành để cho người biết ngọn ngành giả chân. Tuy lời nói trong cơn đang ngủ, nhưng chưa đầy ý tứ diệu màu. Nào là rõ việc kim lâu, nào là áo báo sen màu tốt tươi. Nào gậy phép chói ngời ánh sáng, nào gươm linh nhấp nhoáng hào quang. Lại thêm có bát nhã thuyền, có cành lao phép quá gian rất màu. Còn lại có những câu mật chú, trừ loạn tâm trừ thu ác hung. Niệm câu đại lực thần cung, bắn ra tất hiện muôn trùng tên bay. Mỗi mũi mỗi gấm loài ác thú, tuy dạng đơn có đủ hiệu năng. Trăm lần trăm trung chắc rằng lời vàng của Phật dạy rắn không lầm. Con nguyện để vào tâm không sót, quyết kể ra cho nốt người nghe. Nếu tin thì lánh đường mê, không tin cũng mặc không hề giận ai. Nguyện đem một kiếp này đổ thế, dù tan xương chẳng nể chi thân. Miễn làm cho khắp chúng dân biết theo nẻo chánh lãnh thân đường tà. Phật dùng lấy đóa hoa màu nhiệm, chuyển hồn con và đêm lấy danh. Ơn này chất mây muôn thành, đền cho vãng kiếp lai sanh không rồi. Phật liền tái xóa nơi tụ đảnh, bảo rằng con chớ tánh phàm phu. Chữ ân của hạng sĩ phụ lấy câu nghĩa cả để âu đáp đền. Nếu con giúp cho nên chánh đạo, thì ân này sẽ báo đền xong. Có chi đến phải bận lòng, như người dương thấy rau rong bên ngoài. Đời sắp rút nay mai không đời, con mau lo kêu gọi chúng sanh.
Phúc qua là phúc tan tành, việc nay lòng chớ để dành ngày sau. Khi con đến kêu gào ba tanh, gặp trong gai là cảnh rất thường. Lòng nên đầy đủ can cường, đừng lui trước cảnh tai ương. Phúc nào con mạnh tiên giúp vào người tiên, khéo làm cho sớm hiển đạo màu. Bất kỳ con đến nơi đâu, luôn trong tầm mắt Phật thấu biết liền. Độ sanh chung khắp miền thế giới, chớ không riêng một khối một nơi. Tùy cơ dầu phải xa vời, đừng buồn trong lúc ly nơi quê nhà. Đi theo chữ Ma Ha Bát Nhã, thân đó đây dày dạ chớ nào. Mãn người quý giá giường bao, thân mình chớ quản ra vào trong gai. Gặp lúc phải thân trai qua gai, cũng nhiều khi giả dại quá trung. Đủ phương ưng biến chiều luồn, để mà thức được người đương sai lầm. Chớ ngại tiếng thì thầm chế nhào, miệng khai thông cửa đạo đó đây. Cơ nguy sắp đến cận ngày, vì con cần phải ra tay giúp người. Phật phương tiện dùng nơi bi pháp, gọi hồn con trong lúc đang say. Chỉ rành sự thế này may, cho con biết để gọi ngay người đời. Tu cho kịp cơ trời biến đổi, một đời tu được rồi muôn thu. Bây giờ nếu chẳng chịu tu sao, dầu hối tiếc sự âu muộn màng. Phật liền phóng hào quang chói rực, tay cầm lên một bát nước hoa. Vừa cười vừa xối vào ta, ta liền cúi lại tiếng gà vừa nghe. Mắt liền mở không dè nằm mộng, mùi hương còn dư đậm thơm tho. Những lời Phật đã dạy cho, như ra không sót và lo vô cùng. Và từ ấy khắp vùng đây đó, thường đến lui cạn tỏ đảo màu. Nắng mưa nào quản chi đâu, hao hơi tổn sức chẳng câu than phiền. Thế lời Phật cứ khuyên tu mày, miễn cho người hối cải là hơn. Nay vì chưa được thuận cơn, nên ta phải tạm tách chân nước ngoài. Giữa đường bỗng chia tay đôi ngà, ngày như đêm lòng giá sống sang. Nhưng đâu là cũng thế gian, việc tu có thể búa tràn khắp nơi. Không riêng độ một người một chỗ, mà vẫn lo giác ngộ bốn phương. Chống lo đạo mở rộng đường, khắp người thế giới biết nương Phật đài. Ước quê nhà gái trai lớn nhỏ, việc tu hành chớ có lãng sao.
Tuy rằng xa cách mặt nhau, nhưng lòng đừng một phút nào chia ly. E việc thế còn nghĩ chưa rõ, cho nên ta đem tỏ chuyện này. Trẻ già nhớ đọc nơi đây, sẽ tưởng mỗi cuộc chuyện xoay thế nào. Khi biết được rồi mau tu tình, đừng kể chi hoàn cảnh lâu mau. Tâm hồn khuya sớm chùi lao, cố làm sạch các điều nào bận nhớ. Dạng bôn cung chớ ngỡ giả độc, 18 điều rằng là gốc khá dình. Mỗi câu mỗi giống như in, lấy 10 dữ đổi 10 lành ngày đêm. Sự tu tiên càng thêm chớ bớt, biết thương nhau chia sớt ngọt bùi. Dù đời có lắm ngược xuôi, khuyên nam nữ cũng cứ vui tu hành. Ráng chịu khó mới thành được việc, đem thân phàm đổi kiếp thánh tiên. Nên xin phát một lòng nguyện, quyết tu hành đến khi thiền mới thôi. Hiện xác ta đang ngồi đất khách, tâm hồn không xa cách quê nhà. Những người kính mộ Phật gia, lúc nào cũng có hồn ta đứng gần. Người trong sạch ta mừng không ngớt, khi nhuốc nhớ ta rất lo buồn. Mong người uống nước nhớ nguồn, bốn ân kha đáp cho vuông phận mình. Bớt xa xí để dành tiền bạc, giúp cho người đói khát cần lao. Tiếng thơm và để phước sau, cho con cháu hưởng cho cao hồn mình. Đừng ích kỷ chớ tình khe khắc, gặp tai nạn của mất không ơn. Biết xài tiền đúng nghĩa nhân, ấy là người biết sống cơn ly loạn. Bao nhiêu việc tham gian vô ly, chẳng ai ưa nên trị lấy thân. Giữa người đồng đạo xa gần, thư nhau khi lỗi nhắc chừng khi mê. Đã lắm việc dũng về vô lối, do người mưu riêng lợi gây ra. Khiến cho miệng thế gần xa, đầy lời kêu ngạo há là không nghe. Việc chi cũng phải dè dặt kỳ, để tránh điều nhục sĩ tông môn. Thiệt tu quy luật phải tôn, giả giờ khi ló đuôi chồn khó coi. Ngày tháng lẻ như thoi như dệt, chẳng bao lâu kế chết đến nơi. Răng treo gương tốt để đời, chớ lưu tiên xấu cho người cười chê. Sát hại ngoại hồn quê nước tổ, lòng không quên tưởng nhớ trẻ già. Khi nghe việc quấy xảy ra, quên ăn quên ngủ lòng ta như dần.
nay thế sự đã gần bên vách, thân ta còn ở cách phương xa. Nghĩ rằng không thể dần già, kết lời Phật giải viết ra quyển này, để thay mặt cho đây về trước, gặp đồng môn trong nước xa gần. Nhớ cầm lên đọc nhiều lần, nghĩa sâu càng kha tách phân kỹ càng, việc đạo lý nên toan liệu gấp. Ngày lẫn đêm tu tập cho cần, bao nhiêu nghiệp vướng vào thân, nhất tâm quyết rửa một lần cho tiêu. Ta còn quên một điều Phật dạy, nếu có người trai gái cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút không cần chi lâu, ngồi hoặc đứng cách nào cũng đành, chắp tay và ngó thẳng phương Tây. Lòng không mong việc đó đây, A-di-đà Phật niệm rài một câu, thì cũng được nạn sầu thoát khổ, nhờ hào quang Phật rọi vào thân. Tiêu ma tiêu các chướng trần, khác nào có úa lửa phần cháy qua. Chỉ một niệm cũng là khỏi nàng, huống chi là niệm đặng dài lâu. Dù cho muôn thảm ngàn sầu, cũng tan mất cả như bầu không trung. Khuyên đồng đạo đôi khắp vùng đây đó, khá ghi lòng chớ có bỏ qua. Nhớ câu nhất cứu Di Đà, bất lão đàn chỉ đau mà Tây Phương. Giả lại án âm dương, ở thay đổi trận cuồng phong sẽ thổi nay mai. Ngờ nếu không chưa đứt sâu dày, khó qua đại nạn trong ngày biến thiên. Thanh sĩ một lời khuyên cùng cuối, hiện thân còn đang gửi nước ngoài, quê nhà già trẻ gái trai cũng nên nghe đến đêm ngày lo tu. Đang khi nằm đọc pháp bửu đàn, có một khối hào quang bạch sắc, bỗng nhiên lại rớt ngay vào mặt, cả châu thân liền bắt tê rần. Như ngặt mình đành phải nằm trân, muốn ngồi dậy nhưng không thể dậy. Tay chân cũng hết còn đống đầy, rồi bắt đầu từ ấy mê mang. Từ trên không có tiếng kêu vang, rằng có mẹ đây con khá tình. Ta ngước mặt nhìn lên không cảnh, một lão bà đang đứng trên mây. Đầu bạc phơ như tuyết phủ đầy, tay vừa chống lấy cây gậy trúc. Mình mặc bộ đồ già nhùng nhục, có hào quang phủ khắp châu thân.
vẻ mặt tròn da trắng tuyệt trần, môi đỏ sẫm má hương dần dật. Có hai cây hoa sen đỡ gốc, vẻ trang nghiêm khó thốt sau cùng. Lão bà liền cất giọng ung dung rằng: mẹ đây ơi, con sớm thức, tuy muôn năm thân nương lạc quốc, lòng mẹ luôn ở sát bên con. Xưa sau thì nay vậy chẳng mòn, trong lòng mẹ nhớ thương con mày. Mẹ đây con ơi nhớ lại, nhờ lòng thành sớm bái Phật đàn, và thường lo giúp đỡ gần xa, nên mẹ đã sanh qua cực lạc. Mẹ đây con xưa nhà răng rác, tớ gái trai gần chút 50. Con đã không có giả khinh người, khiến ai cũng nức lời khen ngợi. Mẹ đây con xưa con thường nói, người chẳng xem nhân loại thú cầm, phải biết thương biết kính nơi tâm, giàu nghèo chẳng làm hèn người được. Mẹ đây con lời con đã thốt, lúc ấy ai cũng bắt kính thầm. Tư tưởng con khác với thường tâm, rất bình đẳng trong tầm nhận xét. Mẹ đây con anh con là kết, trong sang giàu chẳng mất sang giàu. Thường nói rằng phú quý dường bao, thân khi mất sang giàu cũng mất. Mẹ đây con anh con nhận thức, thân mất thì của mất liền theo. Thế nên lòng chẳng chút đắm đeo, đành vượt ải băng đèo tầm đau. Mẹ đây con tâm trần phủi ráo, nên anh con đắc đạo từ lâu. Nay vẫn còn thiền quán sân đầu, con sớm muốn thế nào cũng gặp. Mẹ đây con riêng con lập bập, đường đạo không quyết lập vào tâm. Kiếp thì tu kiếp bỏ dập bầm, đến nay vẫn còn nằm trong thế. Mẹ đây con nhiều đời con tệ, bị nghiệp lôi vào bể khổ trần, mang khốn nàng chịu đọa đài thân. Mẹ đau xót như dần gan ruột, mẹ đây con chưa hiểu được, mẹ thương con đến mức nào đâu. Biển kia còn đo được càng sâu, mẹ thương trẻ khó âu lượng nồi. Mẹ đây con xác trần khi cội, hồn mẹ liền theo dõi Di Đà.
Về Tây Phương thân ngự liên tòa, kể cũng vạn niên qua rồi đây. Mẹ đây con muôn năm qua ấy, mẹ xem như việc mới hôm rồi. Kiếp chung sanh theo bóng mặt trời, mau lẻ tở như thôi đưa nhì. Mẹ đây con tuy trăm thế kỷ, lòng mẹ đâu quên nghĩ đến con. Thường thấy con bị nghiệp cuốn tròn, khác nào nhõng nằm trong ổ kiên. Mẹ đây con mẹ luôn ngào nghẹn, tâu Phật xin cho giáng trần ai. Phật rằng duyên ấy phải chở ngày, đến sớm cũng không tài gỡ nổi. Mẹ đây con Phật ngài bao đời, mẹ ôm lòng sớm tối ngồi chờ. Thấy con nhiều kiếp rồi như tơ, lòng mẹ nóng tờ hở bên lửa. Mẹ đây con đâu có nhớ, muộn năm xưa khi đẻ con ra. Thì mặt con sáng sủa hiển hòa, mẹ mừng đến đổi xa hột nhỏ. Mẹ đây con liền trong khi đó, mẹ tự dưng nói rõ trong tâm. Đứa con này trái ức muôn năm, mắt mày nó không làm quên được. Mẹ đây con mẹ hay trường phước, nên nói chi liền được có ngay. Từ ấy dù về cõi Phật đài, lòng mẹ vẫn nhớ hoài con trẻ. Mẹ đây con mẹ là thật mẹ, mặt mũi con khi đẻ trên giường. Lòng mẹ còn nhớ rõ như thường, con khó thấu tình thương của mẹ. Mẹ đây con muôn năm cách rẻ, mẹ vẫn là người mẹ trung thành. Lòng thương con không danh khắc canh, mẹ chẳng ngất tâu lên Đức Phật. Mẹ đây con mẹ tâu bao lượt, Phật vẫn rằng đời cuộc trùng lai. Duyên lành kia gặp lại có ngày, chớ để giả ưu hoài cho nhọc. Mẹ đây con do lời Đức Phật, mẹ yên tâm chờ cuộc trung phùng. Nhưng mỗi lần thấy trẻ lao lung, gan ruột mẹ vô cùng chua xót. Mẹ đây con việc con mãi mọt, mẹ thấy rành không sót điều nào. Nhiều kiếp con được chức quyền cao, cậy quay thế hiếp bao kẻ yêu. Mẹ đây con nghiệp kia chẳng níu, kiếp kể con lại chịu oanh hành. Bị tù đày bị nhục mà danh, con vợ khổ gia đình tan nát.
Mẹ đây con mẹ trong tận mắt, lấy làm đau như chặt như bầm. Mẹ dù thương xót mấy nơi tâm, nghiệp riêng khó thể sang cứu đành. Mẹ đây con trong muôn năm ngắn, con đã sanh lên xuống cõi trần, mỗi một lần mang một xác thân. Tính ra cũng hơn 300 xác, mẹ đây con xác kia chồng chất. Ai trong qua cùng bắt cái rung mình, và hơn 300 cái gia đình. Nước mắt đã đổ bằng sông xuôi, mẹ đây con vì hoành tử tội. Có kiếp con vừa mới sanh ra, mắt chưa hề thấy mẹ thấy cha, đã chết chẳng khóc la một tiếng. Mẹ đây con có nhiều kiếp chuyện, nghiệp dắt con đến bên trần ai. Vừa trưởng thành vừa đẹp đẻ trai, bỗng thọ bệnh đôi ngày bỏ màng. Mẹ đây con thầm kia vô hạn, kẻ thương con chưa mãn nơi lòng. Nửa chừng con đã bỏ cõi hầm, mẹ muốn tự tử đi cùng đồng khác. Mẹ đây con vì nhân ở bạc, có kiếp con bị gạt vì tình. Gần điên cuồng gần muốn trầm mình, sự sáng hết gia danh cũng mất. Mẹ đây con từ Tây Phương Phật, thấy con vì tài sắc khổ thân. Mẹ muốn sang kêu lớn lên rằng, con ơi hãy bỏ trần theo mẹ. Mẹ đây con, mẹ dù nghĩ thế Phật rằng, tuy con trẻ bị đài, nhưng rồi đây cũng sẽ có ngày, không đắm mãi trần ai đâu nhỉ. Mẹ đây con nhiều khi mẹ nghĩ, riêng mẹ an ngôi vị Tây Phương. Còn con đang lăn lóc trần dương, mẹ chỉ thấy buồn hơn mừng rờ. Mẹ đây con nghĩ suy thế đó, mẹ muốn phương tiện bỏ liên đài, để chuyển mình đến cõi trần ai, cứu con sớm khỏi ngày mê mùi. Mẹ đây con ý kia khi tới, Phật liền thân đến gọi ngay rằng, lâm trận không phù hợp cơ căn, dễ đọa kiếp khó tăng tông đức. Mẹ đây con Phật còn gần chắc, giống Phật con đã rất nhiều sâu, sẽ nở ra chẳng mất nơi đâu. Hãy an trí chớ sầu quá lè, mẹ đây con mẹ thương con trẻ, với tình thương cao cả thiêng liêng. Nhược bằng thương theo lối trần duyên, có lẽ đã đọa miền trần hà.
để con do tình cao cả thương giường bao nhớ trẻ giường bao. Nhưng mẹ không vọng niệm trần lao, nghiệp thương chẳng buộc vào mẹ đằng. Mẹ đây con nghĩa tình sâu nặng, muốn năm rồi không vắng một ngày. Tuy mẹ ngồi trên cành sen đài, mà lòng cứ vãng lại bên trẻ. Mẹ đây con tình thương của mẹ, muốn năm rồi vắng vẻ một mình. Chưa được con biết đến mẫu tình, làm cho mẹ thêm phần buồn thôi. Mẹ đây con vì con mê mùi, nên mời không nhớ tới mẹ xưa. Mẹ đáng thương chẳng trách bao giờ, lòng không ngớt đợi chờ con tình. Mẹ đi con xưa con hiền tánh, tiếng mẹ cha biết kính vâng lời. Biết thương anh và biết trọng người, khiến mẹ đã vô hồi thương mến. Mẹ đây con chính con gây đến, anh của con cũng mến thương con. Nên đã nguyện còn nước còn non, thì lòng mến thương con còn mày. Mẹ đấy con do lời nguyện ấy, ngày gần đây con thấy anh con. Một người anh đạo hạnh vuông tròn, thương con tở hồi còn ở thế. Mẹ đấy con qua nhiều thế hệ, anh con luôn mắt để bên con. Con lâm nàng cũng bắt hiếu vong, như mẹ đối với con đấy vậy. Mẹ đấy con khối tình thương ấy, riêng anh con ôm lấy non đài, chưa được con hiểu đến mãi mãi. Anh con cũng chưa quay tất già, mẹ đấy con mỗi lần con đòa, lòng mẹ cho đến cả anh con. Quên ngủ ăn ngồi lặng trên non, mắt theo dõi bên con không hờ. Đây con vì tài nghiệp nợ, có kiếp con từ nhỏ bị đày, vào làm tôi tớ kẻ hao tài. Bị đánh đập nhiếc xài thấm tệ, mẹ đấy con mẹ trông thấy thế. Nước mắt rơi ướt cả đáy vàng, thương con đang khổ ở trần gian. Bị lưới nghiệp buộc ràng đòi bừa, mẹ đây con mẹ thường lụy ứa. Thấy con vừa mới rửa nghiệp quan, kế nợ sao liền đã tạo ra. Cứ nói mãi mới là thống khổ, mẹ đây con cũng đã nhiều thuở. Con biết lo hối ngộ tu hành, nhưng lòng tham ấy vẫn còn sanh. Vì thế bật nẻo lên cực lạc,
Mẹ đây con, khi con rơi rác ruột mẹ đau như cắt từ manh. Liền đến tâu Phật rõ sự tình, này Phật rằng giống ấy sinh nhiều hột. Mẹ đây con nghe lời Phật thốt, mẹ hiểu ngay ý Phật nói rằng: trên bước đường con bị trầm thân, sẽ giúp lâm chúng sanh hướng thiền. Mẹ đây con Phật cho ý kiến, nhờ vậy lòng mẹ khiến hơi an. Nhưng lại rồi đến kiếp kế sang, con sanh ở gia đình phú hầu. Mẹ đây con kiếp giàu sang đó, con cứ quanh theo mớ bạc vàng. Nào rượu chè thêm lắm hậu nàng, mày cứ như thế đi lần đến thác. Mẹ đây con ngồi bên cực lạc, thấy con vì tiền bạc làm mê. Phí một đời vào chỗ hiền đây, mẹ tiếc đến tràn trề nước mắt. Mẹ đây con trở treo xeo sắc, kiếp giàu sang kia bước đi qua rồi. Kế kiếp nghèo nàn bấu đến nơi, vợ lem lúc con thời tới tà. Mẹ đây con trong khi rách rã, nợ đến đòi không hở ngày nào. Kẻ thì rằng nhà cửa đem cào, người lái báo đỡ con vợ trà. Mẹ đây con nợ đòi ra rã, con chạy lo cuốn cả chân lên. Ít ngày sau trọng bệnh dưỡng nên, rồi tuyệt mạng ở trên giường bình. Mẹ đây con ngồi trên Phật cảnh, tiếng con rên thâu đến bên tai. Ruột mẹ đau mắt mẹ chảy dài, than rằng mới sống đây đã chết. Mẹ đây con kể sao cho hết, mọi việc con tạo kết đi trong đời. Lạnh mẹ vui dữ mẹ buồn vơi, lòng mẹ vốn hệ nơi con trẻ. Mẹ đây con mẹ đâu muốn rẻ, muốn gần con luôn xa xác hồn. Nhưng chẳng qua lệnh Đức Thế Tôn, ngài bảo phải đợi cơn tai ngộ. Mẹ đi con ngài chờ đợi đó, chính hôm nay nhằm thuở trùng lai. Vậy con mau nhìn thẳng lên mây, có mẹ đứng chờ đây ở trè. Mẹ đây con mẹ là mẹ đẻ, cả thân con ngót đã muôn năm. Mẹ không riêng mẹ của xác thân, còn là mẹ tinh thần con nữa. Mẹ đây con tuy quá muôn thuở, mẹ tưởng như mới bữa nào đây. Lòng mẹ thương con vẫn còn đầy, xưa nay thế từ đây cũng thế. Mẹ đây con từ nơi Phật bể, vì thương con nên mẹ đến đây.
Vậy con mau bừng tỉnh giấc say, để nhớ kỹ mỗi lời mẹ dạy. Mẹ đây con mẹ xin đại khai, bởi gần ngày thế giới biến thiên. Thế cho nên mẹ xuống trần duyên, trước gặp trẻ sau truyền đạo ngữ. Mẹ đây con chân tình mẫu tử, ngót muôn thu thương nhớ vô cùng. Đến hôm nay mới được trung phùng, trong lòng mẹ vui mừng tràn ngập. Mẹ đây con mau tỉnh gấp, mẹ mừng con những kiếp gần đây. Hột giống lành đem rải gieo đầy, giúp nhiều kẻ gây trái nên đào. Mẹ đây con sắp ngày biến ảo, lắm người còn hung bạo ngổ ngang. Họ chưa hề biết đến Phật đàn, sẽ chẳng khỏi tiêu tan hồn xác. Mẹ đây con những phường hung ác, lúc mới sanh tánh chất hiền lành. Lớn lên rồi vì nhiễm lợi danh, mới liều lĩnh táo tành tội lỗi. Mẹ đây con sắp ngày thay cội, hạn ấy nên tìm lối cứu ra. Trong số người ăn ở giải tà, khéo giải bảo sẽ là tỉnh được. Mẹ đây con nhờ duyên kiếp trước, lời của con sẽ được thức người. Vậy con mau kêu gọi khắp nơi, giúp kẻ có duyên hồi tỉnh dậy. Mẹ đây con theo nơi mẹ thấy, con với đời đã rải sâu duyên. Cứu khổ trần con đã lắm nguyền, con khá thật hiện nên ý nguyện. Mẹ đây con đang khi thời biến, vì sanh nhai vì tiếng thân danh. Ai cũng đều nỗ lực cạnh tranh, tội ác mấy cũng không kiêng nề. Mẹ đây con đời càng tồi tệ, đau càng nên rộng mở khắp cùng. Giải hiền lành giải lẽ hiếu trung, để cảm hóa kẻ lòng gian ác. Mẹ đây con mấy con xóm giác, hầu tình cho kẻ khác đang mê. Cuộc chuyện luân sắp đến cận kề, chẳng sớm thức uổng quê một kiếp. Mẹ đây con về đâu có dịp, mẹ con ta được hiệp chúng này. Muôn năm qua chỉ có một ngày, ngày ấy chính hôm nay đấy trẻ. Mẹ đây con hãy nghe lời mẹ, khá mau chớn đổ kẻ gần xa. Bóng quang năm càng thâm thoát qua, thì mạng sống cũng là nhấp nháy. Mẹ đây con sắp ngày thương hại, vật có hình đều quái chẳng không.
Kẻ say xưa chưa tỉnh ngộ lầm, mau đánh thức kẻo không tu kịp. Mẹ đấy con hết tan rồi hiệp, vong phế qua đến cuộc hưng bình. Lá vàng rơi cây đọt non xanh, vạn vật cứ thăng trầm như thế. Mẹ đấy con ngay trong cơ thể, mỗi ngày luôn suy phế không ngừng. Người luôn công tầm bổ cho thân, rốt cuộc cũng không cầm giữ được. Mẹ đấy con kia là bọt nước, nổi rồi tan không được dài lâu. Số kiếp người nào khác chi đâu, cản xét đến làm sao không chán. Mẹ đấy con đợi như mây ráng, lẻ giường bao và ngắn giường bao. Xưa đã mau nay lại càng mau, người đủ cách xô nhau xuống quyệt. Mẹ đấy con muôn ngàn thảm thiết, đang nằm sau cái lớp văn minh. Một khi tàn thuốc rớt ngủng lên, tai đầy tiếng khóc rên áo nào. Mẹ đấy con của người tác tàu, mỹ lệ bao tinh xảo giường bao. Lông trên mình chim trị khác nào, tiếc mây cũng không sao vô sự. Mẹ đấy con tàu không biết giữ, chỉ nuôi gà bên thú hồ ly. Người đua nhau sông lối vô nghì, sông ấy chỉ hiểm nguy bất ổn. Mẹ đấy con dĩ tâm vi bồn, tâm an thì khắp chốn đều an. Trái lại như đèn dưới gió đàn, càng mạnh gió đèn càng mau tắt. Mẹ đấy con mau mở mắt, có mẹ đang chờ trực đấy con. Nợ trần gian con trả cho tròn, để cùng mẹ trở chân cực lạc. Mẹ đấy con nhịp cầu đại giác, con mau ra tay bắt cho liền. Giúp khách trần qua khúc thử xuyên, kéo hồn xác trở nên sương mộng. Mẹ đấy con màn trời đã mầm, sống khổ nhiều hơn sống an vui. Do ác tâm xảo trí của người, trở lại hại người đời thêm khổ. Mẹ đấy con biết bao nhiêu đồ, mẹ thấy con thọ khổ trần ai. E bước chân con khó nổi quầy, mẹ lo mãi đêm ngày không dứt. Mẹ đấy con đúng như lời Phật, giống lạnh kia đã nứt mộng ra. Mọi việc đời con đã lánh xa, lòng trong trắng ngọc ngà giam di. Mẹ đấy con riêng lành tâm ý ấy, còn nằm trong lý hẹp hòi. Phải lạnh cho khắp hết muôn loài, như thế mới đúng người từ thiền. Mẹ đấy con bước chân cẩn viền, khá đi ra phổ biến đạo màu.
ngồi một nơi đọc sách bao lâu cũng không thể rồi câu đạo lý. Mẹ đấy con đừng hồ mì, mở mắt ra nhìn kỹ mẹ đây. Mẹ vì con mới xuống cõi này, con nên sớm làm khuấy lòng mẹ. Mẹ đấy con, mẹ thương con trẻ, mẹ sẽ đem hết lẽ giấy bài. Vậy con cần mau tỉnh giấc say, lắng nghe kỹ những lời mẹ dạy. Mẹ đấy con, người trong hạ giới đủ hạng người, các cõi giáng sanh cùng thi tài đấu sức hùng anh. Kẻ quá dữ người lành quá lè, mẹ đấy con hiền lành ít kẻ, còn hạng người hung dữ thì nhiều. Nên khắp nơi thường nhuộm máu điều, thảm với khổ kể sao cho xiết. Mẹ đấy con ơi có biết, hàng muôn ngàn cánh chết thê lương diễn ra trên khắp nẻo trần dương. Quỷ thần cũng phải tuôn nước mắt. Mẹ đấy con đâu đâu cũng giặc, không vật chi là chắc của mình. Trong đồng khổ trên chót non xanh, đâu cũng có kẻ rình người rập. Mẹ đấy con thiếu cơm thiếu bắp, phải dùng rau với ốc đỡ lòng. Cảnh hải hùng lớp cả ruộng đồng, có sông rạch mà thông chẳng được. Mẹ đấy con thiếu chỉ là nước, không làm sao giải khát đáng thương. Người bước đi ra một tấc đường, sự sống chết không lường biết được. Mẹ đấy con kẻ giàu khi trước, nay quá nghèo thiếu mặc thiếu ăn. Còn lắm người lúc trước khó khăn, giờ lại có của hàng muôn triệu. Mẹ đấy con đâu có hiểu, mạnh thì hơn còn yếu thì thua. Mặt kẻ hung ra sức hốt vua, ai cũng muốn làm vua một còi. Mẹ đấy con biết thương dòng dõi, nên mở xiềng chớ trói lẫn nhau. Nhìn kỹ ra thì cũng đấm bào, chặt bề sống nở vào bề lười. Mẹ đấy con kể sao hết nổi, cảnh âu sầu khắp cõi người ta. Qua hải hùng quá đổi thiết tha, tiên chó sủa cũng là phách than. Mẹ đấy con trong đời nhiều hạn, vì oai danh vì mến bạc đồng. Nỡ giết người hơn giết mũi mồng, tội lỗi có hay không chẳng xét. Mẹ đấy con mẹ lầm như thét, thương những người bị giết uổng oan. Chết dễ làm sống khó toan, trách kẻ bạo sao không suy nghĩ. Mẹ đấy con có nhiều thiết nguy, khéo theo thùa dối mỹ lòng người.
làm cho nền phong hoa suy đồi, chẳng màng đến những nơi tình cảm. Mẹ đấy con, khi người bị cảm sẽ không còn biết cảm mẹ cha. Với anh em bè bạn cũng là lòng chẳng chút thiết tha kề mò. Mẹ đấy con, hạng người nói đó, tuy hình người chẳng có lòng người. Họ chỉ lo cho họ đấy thôi, họ là kẻ giết người không gom. Mẹ đấy con mau tỉnh sớm, mơ cứu đời đang trên bom trên gai. Mẹ càng nhìn càng bắt thở dài, thương ba tánh chưa ngày an lạc. Mẹ đấy con, đang thời hồn xác biết coi thường tiền bạc lợi danh. Ấy là người biết cách sống sanh, tiến thêm một bước lành nữa quy. Mẹ đấy con ơi khá nghĩ, người vì câu danh vì lợi quyền mà gây thành đất ngửa trời nghiêng, đâu ai sống thiên niên để hưởng. Mẹ đấy con, người đời lầm tưởng, hại được người rồi hưởng tự do. Có hay đâu thân tờ ngheo cò, để tam giả đứng chờ sao gót. Mẹ đấy con, hãy nên thương xót những kẻ đang say gục mỏng trần. Đêm chuông lành rung khắp xa gần, gọi thức kẻ chưa từng nghe gọi. Mẹ đấy con, như lời mẹ nói, cuộc đổi thay hạ coi sắp gần. Bị sàn qua sải lại muôn lần, rốt cuộc lớp hiền nhân tồn tại. Mẹ đấy con, cùng vì lẽ ấy mẹ mới khuyên con hãy ra đời. Đem những lời đạo đức tốt tươi, dạy dỗ những ai người chưa hiểu. Mẹ đây con, nhắc đời sớm liệu, làm phước duyên đã thiểu cũng nên. Đừng chờ khi tai họa đến bên, mới hối hả sao nên kịp được. Mẹ đấy con nên nỗ lực, tạo cho nhiều công đức kiếp này. Mặc dù thân khổ mây cũng thấy, miệng giúp được gái trai tình ngộ. Mẹ đấy con, lấy lòng đại độ, vì người đời vui bỏ riêng thân. Ai khen chê gì cũng chẳng cần, cứ một mực lo phần cứu độ. Mẹ đấy con, nếu không lao khổ, mỗi đảo màu đâu phổ thông xa. Có từ bi hay chẳng cũng là, khi hữu sự người ta mới biết. Mẹ đấy con, đem lòng thanh khiết lắng trong đời thì biết hòa quang.
chớ ngồi yên trong một chiếc thuyền, đến rủ xác công ân chẳng có. Mẹ đây con lắng tai nghe rõ, mẹ vì con vì cả chúng sanh, chỉ cho đều đáng bỏ đáng hành. Nên ghi nhớ chớ nên quên làng, mẹ đây con đời con biết chàng, chẳng say mê chẳng mang vào tâm. Ấy giúp con được khỏi lỗi lầm, mẹ cũng lấy làm mừng cho trẻ. Mẹ đây con chẳng đời một lè, bỏ đời đâu phải kẻ từ bi. Đời còn nhiều nhớ nhấp vết tì, càng gìn giữ để thi thiết đạo. Mẹ đây con những lời Phật giáo, từ lâu xưa chi đau ngày nay, vẫn là chân lý tuyệt trần ai. Không có thể bẻ bay gì được, mẹ đây con khéo tùy theo cuộc. Đem lời chân của Phật nói ra, từ người gần cho đến kẻ xa, khiến cho họ biết ra đường đau. Mẹ đây con theo lời Phật bảo, đời là trường khổ não âu sầu. Giàu nghèo nào ai thoát khỏi đâu, không khổ xác cũng sầu khổ tri. Mẹ đây con khổ chồng muốn lụy, vốn là do tâm mi muốn ham. Vì muốn nhiều thành phải nhiều làm, mà để phụng sự cái thân phàm đòi bừa. Mẹ đây con thân như hoa lửa, càng cháy mau thì nó tàn mau. Có sanh là có tử khỏi nào, định luật ấy ai đâu tránh được. Mẹ đây con nghiệp không triền phước, không đầu sanh trong cuộc hồng trần. Tất nhiên là khỏi lão tử thân, mỏi sầu khổ cũng không hề có. Mẹ đây con muốn như thế đó, cần phải lo chứ có lùi thôi. Lòng tham sân si ai dứt rồi, chẳng còn bị luân hồi sao nèo. Mẹ đây con nghiệp không lôi kéo, được tự do trực đau niết bàn, cùng các chư Bồ Tát đồng hàng, làm chủ các con đàn sanh tử. Mẹ đây con siêu trên phàm sự, tâm trí không ưa lữ não phiền. Lúc nào lòng cũng được an nhiên, hết còn bị các duyên chi phối. Mẹ đây con tâm lìa hạ giới, như cả ra khỏi lưới về đồng. Mặt ngao du biển rộng mênh mông, đâu còn bị lời danh câu nhừ. Mẹ đây con sự sanh sanh sự, tuy phải lo đối xử không mê. Như
khách xong rồi phải trở về, được vậy sẽ đồng quê với Phật. Mẹ đấy con tâm vô nhất vật, ấy là tâm chư Phật đấy con. Nếu như ai theo đó làm tròn, người ấy chính nhục thân Phật đây. Mẹ đấy con mau nghe lấy lời mẹ vừa bảo đây chớ quên. Khi giảng đài con bước chân lên, tỏ lại khắp đôi bên được biết. Mẹ đấy con làm lành một việc, có sức tiêu tội ác mười điều. Gạo một ô làm nở ba niêu, phước lượng bổn năng siêu cùng thế. Mẹ đấy con khó khăn đừng kể, việc nào mà không thể làm nên. Có người lên mình có thể lên, chớ rằng việc Phật tiên khó vui. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, khó không nào thì mọi việc thành. Con nhớ đem khuyên kẻ tu hành, lấy lời ấy để làm cương mục. Mẹ đấy con kẻ thừa nước đục, thả câu dầm hải bậc hiền lương. Rất có nhiều con khéo tùy phương, để mở rộng con đường Phật giáo. Mẹ đấy con xả thân vì đạo, diệt tử sanh khổ não xem thường. Thuyết từ bi cứ mãi chủ trương, cứ vớt kẻ còn đương trầm nịch. Mẹ đấy con khi xa mù mịt, khoảng trống như khoảng bích đều mờ. Kẻ trên sông khó nhận được bờ, còi kêu thúc để cho họ biết. Mẹ đấy con thuyền nan một chiếc, nắng chở nhiều khách lướt qua sông. Chèo mỗi ngày đừng có nể công, bao nhiêu khách cũng lần đưa hết. Mẹ đấy con ở trong mỏi mệt, có cái gì siêu việt thiêng liêng. Trong âm thầm được đáp lại liền, kẻ tu niệm chớ phiền khổ hành. Mẹ đấy con nếu không mưa lành, cây heo kia lá nhánh đầu tươi. Gặp tai nạn lòng cũng cứ vui, cho rằng nở vừa rồi đã thiếu. Mẹ đấy con ý này nếu hiểu, dù cho ai khuấy nhiều cách nào, cũng không làm cho giả nũng nao. Càng tinh thần dồi trao đạo hành, mẹ đấy con kẻ đời tranh cạnh. Người đạo đâu nhất định ngồi không, ngó ngay về dân chúng đại đồng. Lo cho họ từ hồn đến xác, mẹ đấy con chẳng riêng tiền bạc. Mới làm nên phước đức đâu ư,
đem công ra hoặc tiếng nhân từ, giúp người cũng là nơi phước đức. Mẹ đây con giúp người bằng sức, bằng tấm lòng, bằng đức hy sinh. Công đức hơn tiền bạc muôn nghìn, thế ai cũng làm nên phước được. Mẹ đây con giúp người cơm nước, ngay giúp cho người được no lòng. Còn đem lời đạo đức phổ thông, ấy là giúp linh hồn giải thoát. Mẹ đây con giúp thân an lạc, nhưng tiếc vì thân xác không bền, giúp cho hồn cõi Phật được lên. Linh hồn ấy trường miên khoái lạc. Mẹ đây con như lời mẹ giác, giúp cho người siêu thoát phận hồn. Tất nhiên là công đức cao hơn, chắc như vậy không cần nghĩ ngài. Mẹ đây con, nhưng mà hai cái tùy sức mình liệu lấy giúp người. Có của thì giúp của cho đời, không thì giúp bằng lời hữu ích. Mẹ đây con nếu theo Phật thích, không những đem giúp ích của tiền, mà còn lo dạy lẽ tu hiền. Công đức ấy vô biên vô lượng, mẹ đấy con giúp mà không tưởng. Giúp một đồng phước lớn mười đồng, đã ra công chẳng lấy làm công. Công mây lớn biển đồng khó sanh, mẹ đấy con cả muốn công hành. Nếu từ trong Phật tánh làm ra, thì cùng chư Phật vốn đồng hòa. Chân đạo đức chân nhà bác ai, mẹ đấy con bất kỳ mong phải. Nếu lấy chân làm đại bổn căn, ấy chính là chánh đạo chân tăng. Chẳng còn phải e rằng lầm lạc. Mẹ đây con lấy chân thù tạc, cùng người bên cực lạc khác nào. Không ai gian ai sâu lẫn nhau, lòng nghi kỹ người nào cũng khoai. Mẹ đây con viết làm lời nói, chân thật không ngụy dối điều nào. Nghiệp hoặc đâu lôi cũng trần lao, chỉ một kiếp được vào cõi Phật. Mẹ đấy con nếu chân công đức, nghe lòng từ bi đâu phúc nào rời. Lo cho thân ra khỏi bể đời, và tha thiết cứu người đang khổ. Mẹ đấy con chân tu chân đồn, tu thân và tu cả chúng sanh. Độ mình lành, độ khắp người lành, thế mới thật tu hành theo Phật. Mẹ đấy con kim thời nhân vật, ít ai đem tình thật đối nhau. Có thể rằng bất kỳ luận người nào, đều lợi dụng lẫn nhau để sống.
Mẹ đây con, mẹ càng bi thống, cảnh động sàn di mộng của đời. Cái chơi tình đâu có mấy nơi, vạn sự chỉ ư thôi bạc nén. Mẹ đây con trong bao có quen, mặc dù lời nói chẳng nhầm chi, cũng có nhiều kẻ giả người quỳ, lội mây cũng đổi đi làm phải. Mẹ đây con sửa ngay sửa dạy, cũng đều là giữa cái đống tiền. Từ mỹ nhân cho đến tước quyền, đều có thể bị tiền mua chuộc. Mẹ đây con bị tiền ràng buộc, có mấy ai đâu được tự do. Có cũng lo không cũng âu lo, tiền sai khiến người ta đủ lè. Mẹ đấy con đồng tiền mạnh mẽ, xui giết người xui kẻ bất hòa. Tiểu can qua hay đại can qua, phần lớn cũng do là tiền bạc. Mẹ đấy con biết bao tội ác, như ai nghe qua cũng bắt châu mày, ấy cũng do tiền bạc khiến sai. Từ xưa chi đến nay vẫn thế, mẹ đấy con mẹ mong toàn thề, nên dùng tiền chứ để tiền sai, trọng nghĩa nhân hơn trọng tiền tài, đừng vì nó mà gây tội lỗi. Mẹ đấy con tiền là bát bồi, nó không trung thành với người nào. Vào trước rồi nó lại ra sau, không ai có thể nào cầm chắc. Mẹ đấy con còn ăn còn mặc, còn sống trong thù tát xa gần. Cố nhiên là tiền bạc phải cần, dù ai cũng thế không tránh khỏi. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, cần tiền đừng bị gói trong tiền. Làm ra nhiều để tạo phước duyên, chớ dành để hưởng riêng no ấm. Mẹ đấy con nhưng cần suy gẫm, trường hợp nào trong cảnh trạng nào. Đôi vấn đề tiền bạc tạo đau, cần phải tạo cách nào chánh lẹ. Mẹ đấy con lợi mình hại kẻ, lợi bao nhiêu cũng chớ nên làm. Đừng vì lòng ích kỷ tham lam, thấy lợi hốt quên thân phải quay. Mẹ đấy con mẹ phân khi này, mọi việc đều cần lấy đóng tiền. Có tiền ai cũng nể cũng kiên, vì thế nó có quyền sanh sát. Mẹ đấy con thật ra tiền bạc, cũng như loài có rác khác chi. Nó vốn là vô giác vô tri, người tạo nó rồi tí tôn nó. Mẹ đấy con chúng sanh lớn nhỏ, tự tạo ra món nọ món kia.
rồi đem lòng bảo thủ say mê đến đổi tạo nhiều bề tối ác. Mẹ đấy con vấn đề tiền bạc, cũng như là khắp các vật nào có thì dùng không cũng chẳng sao, tội lỗi sẽ không bao giờ có. Mẹ đấy con vật mình tạo đó, rồi để cho chúng nó khiến mình gây tội kia lỗi nó tai đình. Sao lại gọi thông minh được chớ, mẹ đấy con mẹ xem thấy rõ, khắp chúng sanh lớn nhỏ trong đời bận lòng theo tam vật không rời, vì thế mãi sanh nơi cõi khổ. Mẹ đấy con ở bên tịnh độ, đất bằng vàng nhà cửa bằng châu, cảnh trang nghiêm xinh đẹp nhiễm màu, cõi trần thế có đâu sánh kịp. Mẹ đấy con Phật ngài khéo hiệp, màu xinh này đến sắc đẹp kia kết lại thành một cõi liên quê, tuyệt mỹ nói sao cho hết được. Mẹ đấy con nhưng mà khắp nước, cả lúc nào cũng được hòa bình, không ai rằng vật nọ của mình, cũng chẳng có ai tránh ai cả. Mẹ đấy con tuy nhiều báo là, mà không ai có giả tranh giành, ấy là nhờ ai cũng trọn lành, thấy của chẳng lòng sanh tham nhùng. Mẹ đấy con mong rằng khắp chúng vật nào mà tiếc dũng sắm ra, dù lâu đài phố xá muôn tòa, xem thường chẳng đắm xá bẩn biều. Mẹ đấy con gặp ai nghèo thiếu, liền ra tay vớt kéo ra giùm, tiền bạc không bị nó làm cầm, lại cũng chẳng đeo đầm nhà cửa. Mẹ đấy con sắm cho nhiều của, riêng vợ con cha mẹ ấm lành, có thừa đem làm lợi nhân sanh, được như thế tội tình đâu có. Mẹ đấy con làm theo lời đó, vào giường bao của có giường bao, không ai sầu ai oán mãi nào, đêm nằm khói rào sao ngăn trước. Mẹ đấy con làm như vậy được, chẳng mất giàu lại phước có ra, lúc sống an hưởng sự vinh quang, khi thoát khỏi đỏ xa địa ngục. Mẹ đấy con tầm tiên lánh tục, chẳng gì hơn cõi trước đừng mê, một lòng nguyện tâm đạo bồ đề, trối mặt những danh kề lợi cần. Mẹ đấy con lợi danh nhờ bẩn, y to bao nhiêu dù lớn bao nhiêu, thì như là bèo bọt rác rèo, y lòng chẳng chút biểu diều theo nó. Mẹ đấy con lợi danh
dù có cũng vẫn nên xem nó như không. Lợi danh đều hiến chúng đại đồng, riêng mình vẫn lòng không một vật. Mẹ đấy con lấy lòng thành thật, giúp đời không một vật nào từ. Người cũng mình như một thể ư, điều tốt chẳng bao giờ tiếc cả. Mẹ đấy con mẹ chưa yên già, đường con đi còn quá xa xôi. Biết bao nhiêu sông gió dập dồi, é con chẳng dừng đời tay lai. Mẹ đấy con lấy lòng quan ái, đổ đời dù thân phải cách nào cũng nên vui đừng có núng nao. Thương người chẳng khác nào mình vậy. Mẹ đấy con dù ai có khuấy, mỗi đạo màu vẫn chói khắp nơi. Bằng không thì như mất ánh trời, vạn vật chẳng còn nơi ấm áp. Mẹ đấy con mưa xa nắng táp, càng lâu càng cứng cáp thêm nhiều. Dễ đâu làm cho giả ngã siêu, tầm ba vẫn một màu xanh biếc. Mẹ đấy con dù ai có giết, chỉ hại phần xác thịt thúi hôi. Chớ linh hồn sẵn vị sẵn ngôi, lúc nào cũng an ngồi tử tài. Mẹ đấy con có chỉ kinh hài, xác tạm như là cái bao tay. Lúc không cần thì lột ra ngay, đâu mang mãi đâu hay đau đớn. Mẹ đấy con chết là cái vốn, mới sợ hay không cũng vẫn phải đi. Nên xem thường chứ hoảng hốt gì, tinh thần vẫn quy nghi bình tĩnh. Mẹ đấy con biết thân tạm dình, chớ vì thân nại tánh bất lương, hãy đem thân tạm ấy làm đường. Đỡ chân kẻ còn đương thống khổ, mẹ đấy con gặp duyên thì đổ qua rồi thôi, chẳng có để lầm. Cứu đời không mong được nhắc công, thế mới khỏi bị trồng coi kiếp. Mẹ đấy con ai nguy thì tiếp, ai khốn nàng ra giúp đỡ ngay. Tổn công hay tôn của chẳng này, được vậy chỉ một đời đắc đạo. Mẹ đấy con chia cơm xẻ áo, có mấy ai được tháo lòng đâu. Vì thế nên cứ mãi âu sầu, kẻ thừa thải người đâu cũng thiếu. Mẹ đấy con kẻ giàu muôn triều, người thấy không một điếu trong nhà, chẳng động lòng giúp đỡ năm ba. Còn lợi dụng mới là đáng trách. Mẹ đấy con giàu sang kiêu cách, hung hiếp người đói rất nghèo nàn. Hay phần đông trong cõi thế gian, mẹ chẳng ngất buồn than cảnh ấy. Mẹ đấy con giàu không biết phải,
Bị kẻ hờn người lái trách phiền, chừng gặp khi cảnh ngộ bất yên, thân ấy khổ bút nghiêng nào tà. Mẹ đấy con lúc sang sàng quá, đến khi hèn hèn hạ vô cùng, sự nhục vinh trong một khách chung. Vương tương đó rồi trùng dê đó, mẹ đấy con được thân giàu có. Gặp ai người đôi khổ hàng vi, nên xót thương chứ dạ khinh khi, hãy giúp họ những gì đang giúp. Mẹ đấy con nếu mình tốt phúc, có thời hơn kẻ khác phận nào. Nên khiêm nhường chớ có sức cao, hãy nhân đó để trao việc nghĩa. Mẹ đấy con giống lạnh khá tỉa, có thần nhân chặt chìa quanh thân. Dù gặp khi lỡ bước xa chân, không đến đổi ra thân hèn hà. Mẹ đấy con có vay có trả, từ xưa nay nhân quả không lầm. Kẻ đang đi trong giữa rừng lâm, nói sao tiếng dối làm theo vậy. Mẹ đấy con phải thì gặp phải, con quấy là có quỷ trả cho. Đường dữ lành chẳng toàn lo, chọn lựa cái thơm tho để lấy. Mẹ đấy con khi người biết quấy, nhưng không lòng hối cải tránh xa, chẳng khác nào sống có mập xà. Biết mà vẫn lỗi qua bất kể, mẹ đấy con kẻ mê như thế. Mạng canh kia giường thể tơ treo, sang trở hèn giàu sẽ trở nghèo, nay không gặp mai chiều cũng gặp. Mẹ đấy con có khi ác tập, mà đương thân không gặp hung tai. Ấy năm rồi lúa giữa con đầy, nay tuy đã nhiều xài chưa hết. Mẹ đấy con nhưng sau khi chết, bước sang đời kế tiếp than ôi. Sự khổ lao suốt cả đời thôi, vốn một phải trả lời năm bài. Mẹ đấy con thế nên việc quỷ, cả chúng sanh đều phải răng chừa, dù cho lòng có lắm thích ưa, cũng ráng nhận chớ rờ mo tới. Mẹ đấy con bị oan nghiệp trói, đọa sanh trong ba cõi sáu đường. Thân đã là suốt chịu đau thương, tâm linh cũng bị luôn mờ am. Mẹ đấy con thân xa vào khám, khổ giường bao hắc ám giường bao. Cõi trần ai cũng thế khác nào, muốn nỗi khổ vì bao không hờ. Mẹ đấy con cũng vì lẽ đó, mẹ hằng mong lớn nhỏ gây trai, nở hồng trần ráng trả đừng dây, cho được khỏi đầu thay cõi trượt.
mẹ đấy con vừa là tu phước và vừa lo khéo đúc huệ tâm, sẽ vượt qua khỏi bể luân trầm, mẹ chắc như vậy không lầm đâu trẻ. Mẹ đấy con như lời của mẹ, nếu trong đời có kẻ tin theo và thực hành một cách khắn khéo, chắc chắn sẽ được siêu cực lạc. Mẹ đấy con đời trong gan tất, danh vườn bao lợi lộc vườn bao, bị nhồi qua một lượng ba đầu, muôn việc chỉ chim bao một giấc. Mẹ đấy con khắp người quá đất, cũng khá suy rồi dứt nghiệp trần, sớm chiều lo lập chí tu thân, lanh cõi tạm tìm chân thế giới. Mẹ đấy con rồi đây sẽ tới, bảy ngày đêm bạc lối trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tình chẳng, chúng hiện đến bắt ăn kẻ ác. Mẹ đấy con cha con xa lạc, tiếng khóc than bi đắc thảm sầu, khắp người đều như thế khác đâu, không ai giúp ai nào được cả. Mẹ đấy con bụng đã đói rã, cơm cũng không mà cá cũng không, rau cỏ còi khoai củ rau nông, chồng nhìn vợ khóc ròng mới thầm, mẹ đấy con bảy ngày hắt am. Khắp trời đâu cũng sấm nổ vang, biết bao người vì sự kinh hoàng phát cuồng cháy khắp làng cùng ngõ. Mẹ đấy con người đời đâu rõ, cảnh tan thương chỉ có phút giây, đồng khổ khan nước phủ giấy đầy, sông biển đó rồi cây rừng đó. Mẹ đấy con nay tuy giàu có, biết đâu mai mốt nó nghèo nàn, sự đổi thay trong một khắc gian, chớ bọn xẻn hãy toan làm phước. Mẹ đấy con mẹ hằng ao ước, khắp chúng sanh sớm được quay đầu, dù ngày kia cuộc cảnh thảm sầu, nhờ thần Phật phép màu cứu hồ. Mẹ đấy con đời chưa hết khổ, kể từ đây vô số tai ương, đáng lo âu cảnh máu nhuộm đường, tay đầy tiếng thê lương kêu khóc. Mẹ đấy con cảnh đời tan tóc, từ thị thành đến hốc hang cùng, đâu cũng đều mang gánh quả chung, khổ với thảm vô cùng ở trẻ. Mẹ đấy con nói sao cản lè, nạn này qua rồi kế nạn kia, ngục trần gian khóa bị mất chìa, thương sanh chúng nhiều bề khổ nào. Mẹ đấy con ngồi trên sen bao, nhìn chúng sanh không ráo hột châu, từ trẻ thơ cho đến bạc đầu, cũng chung chịu một bầu lao ly. Mẹ đấy con đài trong tục lụy, khổ suốt đời đâu nghĩ phúc nào,
người sang hèn hoặc kẻ nghèo giàu đều chịu khổ như nhau tất cả. Mẹ đấy con khổ thân hoạn hoạn, khổ về bề giặc giả thủ hèm, lòng sợ lo không phúc nào em, nghèo cũng thế có tiền cũng thế. Mẹ đấy con luôn mưu trăm kế, chẳng làm sao thân thể không già, hoặc bệnh này tật nọ sinh ra. Bao nhiêu đó cũng là thấy khổ. Mẹ đấy con của tiền muôn hầu, thân cũng quần lấy thổ khỏi đâu. Mưu làm chi những cái độc sâu, cho kẻ khác chịu sầu chịu khổ. Mẹ đấy con nay gần đến chầu, Đức Ngọc Hoàng bôi sổ loài người. Nếu không làm hiền đức tốt tươi, hồn xác chẳng còn nơi cứu rồi. Mẹ đấy con đời như ổ môi, chừng gặp khi nước dội khỏi bờ, thì chỉ trong giây lát phút giờ, cả thành quách đều xô theo nước. Mẹ đấy con ráng mà tích phước, chớ làm điều bao ngược lung lăng, sẽ thoát qua cuộc đại biến nan, được xem thấy hội hàng tiên Phật. Mẹ đấy con mẹ thương vạn vật, đang sanh trong thế mát đời cùng, vui một hai khổ thảm muôn trùng. Nhưng ít kẻ để lòng nghĩ tới, mẹ đấy con bản đồ thế giới, đang nằm trên lũ môi tham tàn. Con hãy xem chỉ một khắc gian, bản đồ ấy rã tan từ mình. Mẹ đấy con xót thương ba tánh, bị lửa nhà bên cạnh cháy lan, cả gia đình sự nghiệp tiêu tan. Một kẻ trúc muôn ngàn người khổ, mẹ đấy con xác cây pháo nổ, nó tan ra mảnh nhỏ thế nào. Qua đất này đến lúc tiêu hao, cũng như thế khác nào ở trẻ. Mẹ đấy con ghi lời mẹ, vẹt gốc gái tìm kẻ hữu tâm, chỉ dạy lời đạo lý thâm trầm, mà kéo việc đến không làm sao kịp. Mẹ đấy con chân tu một kiếp, mơ siêu Phật đài thoát nghiệp luân hồi, thường lúc nào cũng được an vui, không nạn khổ không nơi phiền nào. Mẹ đấy con tu là quý bao, nở trần gian càng tạo càng sâu. Sự lợi danh như miếng mồi câu, sai mê nó ngắn thâu sâu kiếp. Mẹ đấy con khổ lao trùng điệp, nên giúp đời chớ bịp lừa đời. Thay vì tiền phung phí ăn chơi, làm phước thiện cho người nhờ nhoi.
Mẹ đi con thấy ai nghèo đói, lầm cũng nên biết nhói biết đau. Lượng sức mình giúp họ với nào, chớ tiếc của làm màu xa làng. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát.